Ở một ngôi làng nhỏ bên cạnh một thung lũng rất đẹp, có hai người bạn tên là Pablo và Bruno. Họ đều còn trẻ và luôn luôn mơ ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân. Người đứng đầu ngôi làng quyết định thuê hai người đi xách nước từ nguồn suối trên đỉnh núi cao về cho làng. Họ sẽ được trả công dựa trên số lượng nước mà họ có thể xách về. Bruno và Pablo hào hứng bắt tay ngay vào công việc. Hàng ngày, từ sáng đến tối, họ cùng nhau đi xách nước, đến và đi từ ngọn suối về làng. Họ làm việc chăm chỉ hàng ngày, buổi tối họ trở về nhà với tiền công của ngày hôm đó. Bruno rất hài lòng với công việc của mình và số tiền mà anh ấy kiếm được. Pablo thì không hài lòng với công việc của mình. Và một ý kiến lóe lên trên đầu của Pablo, anh ta sẽ xây dựng một hệ thống ống dẫn nước từ nguồn suối trên đỉnh núi về cho làng. Với hệ thống này, anh ta có thể mang được nhiều nước hơn về cho làng mà không cần phải đi xách nước hàng ngày. Pablo quyết định kế hoạch xây dựng đường ống. Hàng ngày anh ta vẫn đi xách nước như trước. Nhưng vào những ngày cuối tuần và những lúc rảnh rỗi, anh ta làm việc cật lực để xây dựng hệ thống của mình. Bruno và những người trong làng thường cười và chế nhạo Pablo. Trong khi đó, thì nguồn thu nhập của Bruno đã tăng lên gấp đôi. Anh ta đã mua được con bò và ngôi nhà mà anh ta từng mơ ước, và anh ta không nhận ra rằng là cơ thể của anh ta đã trở nên ngày càng mệt mỏi bởi những xô nước nặng. Anh ta trông già hơn và cơ thể trở nên mệt mỏi hơn. Vì thế, anh ta ngày càng phải xách nước ít đi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Pablo vẫn tiếp tục làm việc. Và chỉ trong vòng một năm, hai năm trôi qua, và cuối cùng thì Pablo đã hoàn thành hệ thống của mình. Anh ta liền dùng hệ thống của mình để dẫn nước về cho làng, thay vì phải đi xách nước hàng ngày. Pablo bây giờ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết. Nước vẫn tiếp tục chảy về làng trong khi Pablo đang ngủ. Câu chuyện về Bruno and Pablo là phản ánh của cuộc sống. Công việc là tượng trưng cho mọi người dùng để kiếm tiền. Bruno kiếm tiền bằng cách xách nước. Anh ta dùng sức và thời gian đi xách nước từ ngọn suối về làng để đổi lấy tiền công. Để tăng nguồn thu nhập của mình, anh ta buộc phải đi lại nhiều chuyến hơn từ ngọn suối về làng, hoặc dùng những xô nước lớn hơn. Chúng ta đều có thể nhận thấy rằng, để tăng nguồn thu nhập của mình, chúng ta thường phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ như phải làm việc thêm giờ hoặc kiếm một công việc phụ, chúng ta cũng buộc phải sử dụng những xô nước lớn hơn bằng cách chấp nhận những vị trí cao hơn tại chỗ làm với mức lương cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều thời gian hơn trong công việc. Hầu như chúng ta đều phải dùng thời gian để đổi lấy tiền bạc, giống như Bruno. Tất cả mọi người đều chỉ có 24 giờ trong một ngày, và không ai có thể dùng hết 24 giờ đó để đi làm. Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ không thể dùng sức và thời gian để đi kiếm tiền vì lý do bệnh tật và sức khỏe. Lúc đó, nguồn thu nhập của chúng ta sẽ bị mất đi. Bây giờ hãy nhìn lại những gì Pablo đã làm. Rất khôn ngoan, Pablo đã không dùng hết thời gian của mình cho một nguồn thu nhập bị giới hạn, mà anh ta dùng một phần thời gian đó để xây dựng một hệ thống. Pablo biết rằng một ngày nào đó, vì lý do bệnh tật và sức khỏe, anh ta sẽ không thể dùng sức và thời gian của mình để đi kiếm tiền như trước nữa. Sau khi hệ thống được hoàn thành, Pablo có thể duy trì và bảo dưỡng hệ thống của mình để bảo đảm nguồn thu nhập của mình không bị gián đoạn. Pablo đã chỉ cho chúng ta thấy một hình thức thu nhập mà chúng ta không cần phải dùng thời gian để đi kiếm tiền. Con đường đó thực sự tồn tại. Còn bạn thì sao? Có phải bạn vẫn giống như Bruno, dùng sức và thời gian để đi kiếm tiền, hay bạn muốn giống như Pablo, xây dựng và duy trì một hệ thống để bảo đảm nguồn thu nhập không bị gián đoạn?